chân sút số 1 đội tuyển Việt Nam chấn thương, lỡ hẹn đấu Nhật Bản. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải không may dính chấn thương, phải tập riêng ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam trước trận ra quân gặp Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận mở màn bảng D gặp Nhật Bản ở ASEAN Cup 2023. Chiều ngày 13 tháng 1, đội quân của huấn luyện viên Chu Xi đã có thời gian tham quan sân vận động An Thu Mama và sau đó tiếp tục tập luyện buổi cuối. Đáng chú ý, tiền đạo Phạm Tuấn Hải chỉ có thể tập riêng ở ngoài cùng bác sĩ do gặp chấn thương phần mềm. Theo nguồn tin của Bóng Đá Pool, Tuấn Hải va đầu gối với đồng đội trong buổi tập ngày 12 tháng 1. Điều này khiến chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam có thể không kịp bình phục để ra sân khi Việt Nam gặp Nhật Bản ở trận ra quân bảng D ASEAN Cup vào ngày 14 tháng 1. Tuấn Hải đang được xem là tiền đạo quan trọng bậc nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2023. Thời gian qua, tiền đạo sinh năm 1998 đang thể hiện phong độ ấn tượng với hàng loạt những bàn thắng ghi cho câu lạc bộ Hà Nội ở V-League và AFC Champions League. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Tuấn Hải cũng có hai pha lập công trong hai trận giao hữu với Syria và Palestine. Nếu Tuấn Hải không thể kịp bình phục chấn thương, đây chắc chắn là tổn thất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Lúc này, trong tay huấn luyện viên Chu Xi chỉ còn tiền đạo Văn Tùng có thể chơi ở vị trí trung phong. Tuy nhiên, kinh nghiệm trận mạc và phong độ chưa thực sự ổn của Văn Tùng thời gian qua sẽ là điều khiến ông thầy người Pháp phải cân nhắc. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng, huấn luyện viên Chu Xi đặt niềm tin vào Đình Bắc, tiền đạo trẻ có sự tiến bộ vượt bậc gần đây.